Tổ chức từ thiện toàn cầu cứu các thuyền chở người tị nạn Rohingya tên từ Samut Phakan, Thái Lan. Tổ chức từ thiện toàn cầu mang tên Trạm Cứu Giúp Người Di Cư Ngoài Khơi, gọi tắt là MOAS, hôm thứ Sáu đã bắt đầu một chiến dịch ở vùng biển Andaman để tìm và cứu giúp các thuyền chở người di cư bị nạn trong khu vực Đông Nam Á. Các thuyền di cư thường là của những người từ Bangladesh tìm cách thoát khỏi nghèo đói ở quê nhà hoặc của những người Rohingya. Hầu hết 1.1 triệu người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện là những người không có quốc gia và họ sống trong điều kiện phân biệt chủng tộc ở tiểu bang Rakhine. Gần 140.000 người đã phải di dời sau các cuộc đụng độ chết người với những người Phật giáo ở Rakhine vào năm 2012. Họ bị từ chối quyền công dân và từ lâu đã phàn nàn về sự phân biệt đối xử được chính quyền phê chuẩn. Mỗi năm, hàng chục ngàn người Rohingya trốn khỏi Miến Điện trên những chiếc thuyền đông đúc và không an toàn, thường do các nhóm buôn người tổ chức. Người sáng lập tổ chức MOAS, ông Christopher Kathrambon, cho biết tàu MY Phoenix đã neo đậu tại một cảng ở Thái Lan từ tháng 11 năm ngoái và sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ Bangkok vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 2. Chiếc tàu sẽ đi xuống phía nam, hướng đến Langkawi của Mã Lai và sau đó thực hiện một cuộc hành trình dài 3 tuần trong vùng biển quốc tế của biển Andaman trong tháng 3. Họ sẽ sử dụng các thiết bị drones để tìm kiếm các thuyền bị nạn. Thuyền trưởng của tàu MY Phoenix, ông Thomas Johansson, cho biết chính phủ của quốc gia gần nhất sẽ được liên lạc để yêu cầu nhận những người được giải cứu. Tổ chức MOAS cũng đang có những hoạt động cứu giúp trong cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Một chiến dịch truy quét những nhóm buôn lậu ở Thái Lan trong năm ngoái đã ngăn chặn các tuyến đường buôn lậu và buộc những kẻ buôn lậu bỏ thuyền, nhưng hàng ngàn người di cư đã dạt vào bờ biển của Mã Lai và Nam Dương. Những người khác đang bị mắc kẹt trên thuyền ngoài khơi bờ biển của một số nước Đông Nam Á. Miến Điện là một quốc gia có đa số dân là người Phật giáo, không công nhận người Rohingya là công dân và buộc tất cả các nạn nhân phải được xác minh quốc tịch trước khi được phép về nước.